142% là giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán của một công ty mỹ phẩm là chuyên mục được chúng tôi đề cập tới trong tin tức hôm nay. Tập đoàn mỹ phẩm chăm sóc da nước skin và giá cổ phiếu ngày càng tăng trong từng phiên giao dịch. Để giải thích cho sự thành công trong việc bán lẻ lớn nhất trong suốt 2 năm gần đây của nước skin, chúng tôi đã mời giám đốc điều hành tập đoàn mỹ phẩm chăm sóc da nước skin đến tham gia trong chương trình Fox Business Exclusive. Chào ông Truman, hy vọng chương trình này sẽ cho chúng ta những câu chuyện thú vị. Ông có thể cho khán giả được biết vì sao một công ty có giá thành sản phẩm cao như Nuskin lại có giá cổ phiếu tăng cao đến như vậy? Và điều gì đã giúp cho công ty trở nên nổi tiếng đứng đầu các công ty chăm sóc cá nhân trong 27 năm qua không? Xin chào khán giả của chương trình Fox Business Exclusive và cảm ơn các bạn đã quan tâm tới công ty của chúng tôi. Các bạn biết đó, chúng tôi đã quyết tâm đưa hoạt động kinh doanh của mình đạt hiệu quả hơn từ tình trạng suy thoái để có thể tiếp tục tồn tại trong bối cảnh mà công nghệ luôn thay đổi một cách rất liên tục. Tuy nhiên, chúng tôi đang sản xuất những sản phẩm cao cấp để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đổi mới công nghệ là mấu chốt. Công ty của ông đang nỗ lực trong việc sản xuất những sản phẩm chống lão hóa từ các loại thảo dược thiên nhiên. Ông có thể cho chúng tôi xem những hình ảnh đó không? Vì chúng tôi nghe nói Nuskin đã mua lại rất nhiều công ty có công nghệ chống lão hóa tiên tiến độc đáo. Phải, tôi nghĩ rằng mỗi công ty bán hàng trực tiếp hiện giờ đều đang có cách hoạt động giống nhau. Nhưng riêng công ty Nuskin chúng tôi chọn giải pháp là lùi một bước để tiến tới nhiều bước và có thể tiến xa hơn nữa. Chúng tôi không những cải thiện và đổi mới những trang thiết bị sản xuất lạc hậu mà còn nghiên cứu những sản phẩm phù hợp với từng đối tượng sử dụng sản phẩm đó. Chúng tôi có 75 khoa học gia làm việc toàn thời gian. Chúng tôi không chỉ sản xuất những sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa mà còn cung cấp nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe của mọi người trên toàn thế giới. Tập đoàn Nuskin có mặt trên hơn 50 quốc gia. Vậy có phải Nuskin đã hát một bài hát với những giai điệu thật êm dịu và lôi cuốn hầu hết các nhà phân phối giỏi nhất trên hành tinh không? Chúng tôi có hơn 50 thị trường phân phối trên toàn thế giới và điều đáng tự hào gần đây của chúng tôi là được bình chọn là nhà bán lẻ lớn thứ 3 trong lĩnh vực này. Chúng tôi bán hàng cho tất cả mọi người, mọi nơi, mọi thời điểm trên toàn thế giới. Vì vậy, chúng tôi có một thị trường phát triển rất bền vững. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã phát triển thị trường khác như Bắc Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Á và còn nhiều nơi khác nữa. Sản phẩm tốt cho sức khỏe của mọi người. Được cho là sản phẩm chăm sóc da tốt nhất. Điều này rất được các phụ nữ Mỹ quan tâm. Ông thử nhìn vào những công ty đối thủ cạnh tranh là những công ty đã và đang phát triển và có thương hiệu trên thị trường. Theo ông, thì điều gì đã giúp cho giá cổ phiếu của Nuskin đã tăng 142% trong thời gian vừa qua? Và còn, trong thời điểm hiện nay không riêng nước Mỹ mà cả thế giới đang lâm vào tình trạng kinh tế suy thoái, thì giá cổ phiếu sắp tới có thể bị giảm xuống hay không? Tôi đồng ý rằng tỷ giá cổ phiếu sẽ luôn lên xuống, nhưng chúng tôi rất tự tin vì sản phẩm của Nuskin làm tất cả mọi người ai cũng cần và muốn có. Vì ai cũng muốn mình trông được trẻ hơn và duy trì mãi nét thanh xuân. Ngày nay không chỉ phụ nữ mà cả nam giới cũng có nhu cầu làm đẹp nhiều hơn, nên Nuskin là giải pháp tối ưu để họ lựa chọn. Nó dành cho mọi đối tượng, không phân biệt giới tính, tuổi tác, với các dòng sản phẩm phong phú đáp ứng hầu hết các nhu cầu về chống lão hóa. Các bạn có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. Các bạn đặt câu hỏi làm sao chúng tôi có thể tồn tại, và tôi đã giải thích như thế này: chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và cải tiến sản phẩm mới. Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm dinh dưỡng trong và ngoài cơ thể thông qua mạng lưới phân phối toàn cầu với 800.000 các nhà phân phối kinh doanh độc lập đại diện bán hàng. Những hệ thống phân phối trực tiếp như vậy đã hoạt động rất hiệu quả trong suốt 50 năm qua. Wow, nó chắc chắn phải có hiệu quả, vì có người đã bỏ $471 cho một bộ mỹ phẩm chăm sóc da. Với hy vọng sẽ nhìn giống Hannah Montana, không biết chứ? Bạn biết đó. Bạn không cần phải giống Hannah Montana. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe những nguyện vọng của người tiêu dùng. Họ trả tiền để được thỏa mãn những nhu cầu cần thiết mà sản phẩm mang đến cho họ. Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến để tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Ông Truman, giám đốc điều hành tập đoàn mỹ phẩm chăm sóc da Nuskin, cảm ơn ông. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình Fox Business.